Mới đây tại bãi biển thuộc khu vực khách sạn Sonasi, Phú Quốc, Trung tá Bùi Văn Nhiên, công tác tại phòng chính trị nhà máy Z195, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nghe tiếng kêu cứu của một người đang bị nước cuốn ra xa. Không kịp suy nghĩ bằng phản xạ của người lính, anh lập tức lao xuống biển cùng nhân viên cứu hộ tại khu vực bơi ra tiếp cận. Đưa nạn nhân là cháu Nguyễn Nhân Phúc Lâm, sinh năm 2009, ngụ Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, vào bờ an toàn. Sau khi cứu được cháu bé đưa vào bờ, đồng chí Nhiên có biểu hiện đuối sức và được đồng đội đưa vào bệnh viện Dương Đông cấp cứu. Tuy nhiên, anh đã không qua khỏi. Cảm phục trước sự hy sinh của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên, chị Trần Thị Ngân, mẹ ruột cháu Lâm được cứu sống, đã gửi thư cảm ơn đến gia đình đơn vị đồng chí. Vĩnh biệt anh, người đồng đội dũng cảm quên mình vì người khác.